Chào các bạn, năm nay thì Oppo tung ra thị trường tới 3 phiên bản Oppo R7. Mình đã có cơ hội trải nghiệm trên tay chiếc R7 Plus cũng như R7 Lite. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái bài đánh giá nhanh về sản phẩm còn lại, đó chính là chiếc Oppo R7S. Thực ra ba cái sản phẩm này thì nó chỉ khác nhau một chút về cái kích thước màn hình, dung lượng RAM cũng như là dung lượng pin, thì nó sẽ có những mức giá khác nhau hướng tới đối tượng người dùng khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp cũng như là gửi đến các bạn cái bài đánh giá nhanh về sản phẩm. Sẽ là những cái thông số kỹ thuật nổi bật và giấy sử dụng cũng như là phiếu bảo hành chính hãng. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái sợi cáp kết nối micro USB, và sợi cáp này được làm khá là chắc chắn, sợi rất là dày, nó vừa được đóng gói rất là cẩn thận. Một chiếc tai nghe, đây là tai nghe thường, tai nghe tầm trung thôi. Và cuối cùng sẽ là củ sạc. Củ sạc này thì có tích hợp công nghệ sạc nhanh VOOC. Oppo R7S trên tay mình thì về thiết kế thì nó sẽ có kích thước màn hình nằm giữa Oppo R7 Plus và R7 Lite. Thì sản phẩm này nó sẽ có cái màn hình là 5,5 inch, nó vẫn sử dụng cái công nghệ Super AMOLED, độ phân giải đạt Full HD. Và với cái màn hình Super AMOLED thì trên R7S thì nó sẽ cho chất lượng hiển thị rất là tốt, hình ảnh màu sắc đậm đà. Bên cạnh đấy thì các bạn biết là với cái màn hình AMOLED thì nó sẽ cho một cái màu đen hiển thị rất là sâu và đậm. Và khi mà các bạn sử dụng cái màn hình này thì trải nghiệm xem phim thì màu sắc rất là rực rỡ. Bên cạnh đấy thì nó sẽ cũng giúp máy tiết kiệm pin hơn. Này thì Oppo R7S sẽ được cách điệu một chút. Ở phía trên thì nó sẽ có được cắt vát kim cương khá là tinh xảo. Còn ở phía dưới này thì nó cũng được cách điệu bằng một chút với một cái viền kim loại màu bạc, thì nó sẽ ngăn cách hai cái phần giữa mặt sau và mặt trước. Nó nhìn chung thì với cái kích thước màn hình 5,5 inch, Oppo R7S thì được làm hai cái viền màn hình khá là mỏng. Vậy khi bạn cầm trên tay thì vẫn cho cảm giác rất là thoải mái. Ở đây thì nếu các bạn nhìn qua thì chắc chắn mình nghĩ là đến 90% các bạn, nếu chúng ta cầm lần đầu thì sẽ thấy chiếc R7S nó khá là giống với iPhone 6. Ở đây thì chỉ cần các đường bo của Oppo R7S làm cong hơn một tí và đặt thêm một cái phím home tròn ở giữa này, chắc chắn là rất là nhiều bạn sẽ nhầm với iPhone 6. Sản phẩm này thì màn hình phía trước nó cũng sử dụng cái cách thiết kế là hạ dạng 2,5D. Tức là khi các bạn chúng ta trải nghiệm, chúng ta lướt từ hai cái viền mép màn hình này thì nó sẽ cảm giác rất là mượt, nó không bị gợn cũng như là cấn tay. Ở phía bên cạnh phải thì mình sẽ có phím nguồn và một cái khe cắm SIM ở đây. Ở phía cạnh trái sẽ hai phím tăng giảm âm lượng. Đó, phía cạnh dưới này thì sẽ là jack cắm kết nối micro USB, bên cạnh đó sẽ loa ngoài. Còn phía trên đỉnh máy thì là cổng kết nối tai nghe 3,5mm cũng như là một cái mic phụ chống ồn. Như vậy thì về tổng quan thiết kế là Oppo R7S thì là một cái sản phẩm có thiết kế kim loại nguyên khối, cầm phải nói cực kỳ chắc chắn. Và gia nhập những cái sản phẩm hiếm hoi trên thị trường được trang bị dung lượng RAM cực lớn. Thiết bị này thì vẫn được trang bị con chip Qualcomm S615. Đây là con chip tầm trung năm nay được sử dụng trên rất nhiều sản phẩm. Chúng ta có thể kể đến như là chiếc Asus Zenfone Selfie hay là chiếc Lenovo P1 mới được ra mắt. Đó, thì với con chip này thì khi mình kiểm tra bằng một số công cụ test như là AnTuTu thì nó cho điểm số lên tới hơn 38.000 điểm.
Đó, thì với con chip Qualcomm S65 cùng với cái RAM 4GB trên Oppo R7S thì khi các bạn chạy đa nhiệm, cái ở điều kiện chúng ta chưa sử dụng thì máy sẽ chống cho các bạn từ khoảng tầm 2GB 6 đến 2GB 9. Ở đây thì mình đã bật một vài ứng dụng trên máy thì cái dung lượng chống của chúng ta nó sẽ rơi vào còn khoảng tầm 2,3GB. Như vậy là các bạn chạy đa nhiệm cũng khá là thoải mái với cái dung lượng RAM lớn như thế này. Và bên cạnh đấy thì máy cũng được trang bị bộ nhớ trong lên tới 32GB cho các bạn lưu trữ khá là thoải mái. Và đương nhiên là những game đồ họa đỉnh cao hay chạy đa nhiệm thì đều không gặp phải nhiều khó khăn trên sản phẩm này. Và có một điểm đáng chú ý là hiện tại thì máy cũng đã được nâng cấp lên Android 5.1 trên cái phiên bản ColorOS dành riêng cho những sản phẩm Oppo, đó là V2.1. Thì với cái việc mà nâng cấp lên Android Lollipop thì nó sẽ tương thích tốt nhất với con chip 64-bit Qualcomm S615 này. Về camera thì chiếc R7S cũng được trang bị một cái bộ đôi camera khá là chất lượng. Chúng ta sẽ có 13 megapixel phía sau và 8 megapixel phía trước. Như vậy với camera trước với cái độ phân giải lớn này thì nó sẽ tương đương với những sản phẩm LG G4 và cho chất lượng chụp cực kỳ là sắc nét. Ở đây các bạn thấy thì nhiều sản phẩm với camera trước thì khi chúng ta chụp trong điều kiện thiếu sáng, ở đây trong căn phòng của mình thì mặc dù ánh sáng cũng chưa được đầy đủ, tuy nhiên các bạn thấy là khi mà lên hình thì cái chất lượng rất là tốt, đó ánh sáng vẫn đầy đủ xung quanh. Bên cạnh đấy thì Oppo cũng đã tối ưu rất là tốt khi mà nó lọc màu, chụp toàn cảnh HDR làm đẹp rất là nhiều. Và chắc chắn là đi review sẽ có bài đánh giá chi tiết về camera của sản phẩm này để gửi đến các bạn. Và cuối cùng thì chiếc Oppo R7S này thì được trang bị viên pin là 3070 mAh. Cái điểm đặc biệt ở đây thì nó sẽ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOC, tức là các bạn chỉ cần mất 5 phút là chúng ta đã có thể sử dụng được 2 tiếng. Và khi các bạn sử dụng, chúng ta sạc trong vòng tầm 50 phút là các bạn đã có thể sạc đầy pin sản phẩm này. Đó, một cái tốc độ sạc rất là nhanh. Như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn rất là nhiều. Và với cái viên pin dung lượng 3070 mAh thì sẽ giúp các bạn trải nghiệm thoải mái trong vòng một ngày. Và nếu những cái thiết bị cơ bản thì hoàn toàn có thể sang ngày thứ hai. Đó, như vậy thì trên đây mình vừa giới thiệu đến các bạn cái bài mà hộp cũng là đánh giá nhanh về chiếc Oppo R7S, một cái sản phẩm với dung lượng RAM 4GB đầu tiên của Oppo và gia nhập những cái sản phẩm có cái cấu hình khủng ở trên thị trường hiện nay. Và để trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn có thể qua những showroom của Dũng Thông Minh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.